Xin chào quý cô bác và anh chị. Thì hôm nay em tiếp tục trải nghiệm cái sản phẩm là đèn pin đội đầu siêu sáng và siêu rẻ, siêu tiết kiệm luôn. Thì với chức năng cái nhỏ gọn này á, thì chúng ta có thể là nhà sản xuất sẽ cho chúng ta xài pin. Pin này là pin sạc nha anh chị. Đó, mình có thể cắm điện sạc điện 220. Mình không sử dụng pin pin tiểu hoặc là pin nhỏ mà mình sạc trực tiếp luôn. Mình sạc trực tiếp rồi khi mà đầy pin á thì mình rút ra và bắt đầu mình xài thôi. Đây là tem bảo hành của nhà sản xuất. Với cái sản phẩm này á thì em thấy cái chất liệu nhựa và khả năng hoàn thiện của sản phẩm rất là cao, rất là đẹp luôn. Ở đây thì mình sẽ có chức năng, có một cái nút điều khiển, đó là tắt và mở đèn. Mở đèn thì nó sẽ có hai cái chế độ, đó là sáng vừa hoặc là sáng tối đa luôn. Đó, thì cái mức 1 và mức 2. Đây là em đang mở về mức 2 nè, đây là mức 1 nè. Đó, thì cái mức 1 thì mức sáng của nó tầm khoảng 60%, còn cái mức 2 thì nó cao hơn, thì tầm 100%. Đó, nó em đang mở và test thử cho quý anh chị và cô bác cùng xem. Ở trong đây thì được thiết kế với một cái bóng đèn led, chỉ có một bóng thôi. Xung quanh thì mình có một cái tấm kính, kính để mình chống bụi. Cái đèn pin này thì lúc trước em đặt khuyến mãi ở trên Shopee á, thì với giá là 62.000. Đó, thì em thấy cái giá nó cực kỳ rẻ. Mình cũng sợ khi mà mình mua sản phẩm rẻ thì mình cũng sợ về chất lượng hoặc là cái độ hoàn thiện của nó. Nhưng mà thực chất á, em đặt về á, em thấy sản phẩm này rất là tốt luôn. Với cái mức giá rẻ như thế này á, thì mình thể đánh giá là một sản phẩm này rất là tiết kiệm. Ở đây thì mình có thể lắp dây vào. Nhà sản xuất sẽ cho mình một cái sợi dây để mình đeo, mình lắp vào và mình đội lên đầu của mình, để nó thuận tiện trong việc mà khi mà chúng ta đi ở dưới quê thì mình có thể đi soi ếch hoặc soi nhái á, hoặc là đi bắt cá hoặc là bắt cua ban đêm, hoặc là mình ra vườn, mình thăm vườn ban đêm cũng ok luôn. Nó rất là sáng và cái khả năng gươm ánh sáng của nó là mức tối đa. Một chút xíu thì em sẽ review cho quý anh chị về các bạn thấy là mình sẽ ánh sáng nó ban đêm nó như thế nào luôn. Đây là sợi dây của nhà sản xuất kèm theo sản phẩm. Ở đây mình sẽ treo lên, mình sẽ móc ba đầu vào ba cái khớp ở trên đèn. Đó, móc này cũng đơn giản thôi, mình lòn dây vào và mình móc vào cái khớp này thôi. Cái sợi đầu thì em làm nó hơi khó nha anh chị. Đó, nhưng mà nó cũng vào thôi, rồi rất là chắc chắn. Và cái sợi dây này thì nó có tính đàn hồi, nó co giãn rất là tốt. Đó, tiếp tục em sẽ gắn ở vị trí thứ hai. Mình gắn cái này thì mình cũng phải kiên nhẫn nha quý anh chị. Thì nó cái khớp nó rất là nhỏ, thì có cộng dây vải vào thì nó cũng hơi khó vào, nhưng mà cố gắng chút xíu thì cũng sẽ gắn xong thôi. Đó, cái này là mình gắn rất là dễ nè, cái cuối cùng này. Đó, mình chọt vào đầu xong rồi mình kéo lên. Lúc đầu thì mình chưa biết gắn thì mình gắn có thể gắn nó sẽ rất là lâu, nhưng mà khi mình gắn biết được cái cách gắn rồi thì nó cũng đơn giản thôi. Rồi, đây là thành quả sau một hồi mà em gắn vào cái đèn. Dây này thì mình có thể đội đầu, mình treo vào cái mũ hoặc là đội lên đầu của mình. Đó, các bạn thấy rất là êm luôn. Cái sợi dây này co giãn rất là tốt, nên mình đội vào nó rất là êm đầu. Đó, đây là em test ví dụ mình khi mình đeo vào lên đầu nè.
Đây là khi mình mở. Đó, đây là phần cố định. Còn cái này thì mình có thể xoay, xoay theo hướng mà mình cần đi á, thì mình xoay xuống hoặc là xoay lên. Đó, cái đèn này rất là tiện luôn. Và cái chức năng mà em mới phát hiện ra khi mà em mua cái đèn này á, đó là mình có thể tận dụng cái đèn này để mình đỡ đầu mà mình lấy lá tay nha quý cô bác anh chị. Và khi mà cúp điện á, khi mà mình cúp điện, nhà cúp điện á, thì mình sẽ tận dụng cái đèn này để mình bật cái mức đầu tiên là cái mức tầm 50-60% để mình rọi lên cái trần nhà á, thì khi đó ánh sáng xung quanh nó sẽ sáng làm sáng căn phòng lên. Thì mình vẫn có thể mình sử dụng cái đèn này để mình làm một cái vật chiếu sáng sơ cua khi mà nhà mình cúp điện nha. Nó rất là hữu ích trong cuộc sống luôn. Đây là tem bảo hành của nhà sản xuất. Với cái sản phẩm của mình là có mã là C0301. Đó, đây là em quay cận cảnh cho quý cô bác anh chị cùng xem nè. Các anh chị cùng xem nè, cái nhựa của cái sản phẩm này nè. Rất là, với cái độ hoàn thiện về chất liệu nhựa thì rất là tuyệt vời luôn. So với cái giá sản phẩm mà mình mua đó, rất là rẻ với so với cái chất lượng này. Thì sau đây thì em sẽ demo với anh chị về cái ban khi mình chiếu vào ban đêm. Đó, ánh sáng nó gom lại một chỗ đó với anh chị. Đây là mức thứ nhất nè. Đây là mức thứ hai, mức cao nhất. Các anh chị để ý á, nó sẽ gom một cái vùng, một cái đốm sáng ở chính giữa. Còn những cái vùng sáng ở xung quanh á, cái vùng sáng đó nó sẽ không làm lóa con mắt của mình. Đây là em test thử về ban ngày nè, và khả năng chiếu xa của nó rất là xa luôn. Khoảng cách từ đây tới đó chắc cũng tầm khoảng hơn 50m nữa anh chị. Đó, nhưng mà mình vẫn thấy được rõ nha. Cái này là đi soi nhái hoặc soi ếch là quá tuyệt vời luôn. Đây là em đập hộp sản phẩm cho anh chị cùng xem. Ở đây có một cái sách hướng dẫn. Nhà sản xuất đã ghi những thông số kỹ thuật ở trên cái tờ giấy này để chúng ta có thể dễ dàng nắm. Còn đây là sợi dây mà chúng ta sẽ treo. Đèn này có tên thương hiệu là Comex. Thì sản phẩm này chúng ta có thể dễ dàng đặt mua ở trên Shopee. Ở trong phần mô tả video em có để một cái link tham khảo sản phẩm và mua hàng trực tiếp trên Shopee. Cảm ơn quý cô bác và anh chị đã xem video. Thì nếu quý cô bác anh chị thấy video này hữu ích á, thì có thể cho em một like để động lực tinh thần nhé.